Tôi có Ôi, mấy nhìn ký tôi nhìn rồi. vào đây nè, vào đây Được. nè, vào đây nè, vào đây nè. Bạn, sao chúng ta không chơi đây luôn mắt rồi, mới em nhỉ? Vô đây rồi. À, mắt mới điện Tất cả mọi mọi người đấy, chơi mắt mới luôn đi anh. Sao để chơi mắt tháo mới á, luôn? Để tháo á. Mà chơi hẳn mắt mới luôn đi. Đây rồi, đây tao tao cả lúc không biết chơi chứ. Má đặt cái tên không mắt ỉa. Mẹ xin lỗi cái tên nhá. Xin lỗi cái tên nhá. Chơi ở trên gì bắt gì ý. Chơi ở trên gì bắt gì nó kiểu không phải nick mình ý. Trời ơi, rồi, ready đi. Thầy anh hết. Rồi anh thoại gánh nhá, anh thoại gánh nhá. Anh phải đi đâu đi? Có gì em làm chim mồi không? Chim mồi. Yeah. Bố thì anh. Ôi, anh em đi đánh. Anh em đi đốt. Ai cầm mắt ký đi. Đây để tôi cầm. Nói chung là đi tham quan trước cả nè. Mới chơi đi vô mắt. Vô cái chỗ này nè. Nè. Đúng rồi. Lên lầu ấy. Ai đi chơi? Ai đi chơi? Đi. Đi chơi. Để đi chơi. Đi chơi. Anh Hải. Anh Hải. Để tôi. Đi chơi, đi chơi. Đâu. Vô, có cái room đó đó, vô room đó đó. Vô room chỗ nào? Thấy thấy cái cửa nào? À, cửa này á? À. Mau cái nhấn đèn, cái đèn đi. Đó sợ bài chứ. Nhấn đèn nhấn đèn thôi. Vô. Vào đi. Vô đi. Vô đi, vô luôn, vô thẳng vô luôn. Trời ơi, cái thằng Hưng này tại sao chơi cái con khác to này vậy? Còn cái chìa khóa này. Ôi từ từ nha, từ từ nha. Rồi đi ra ngoài đi. Vô chưa đi. Rồi, okay. Ai vô chưa đi? Vô luôn, vô thẳng vô luôn. Tôi thấy đèn chớp chớp nha. Không, gì rồi à? Úi, cái gì tôi thấy. Đèn pin đâu? Úi tổ. Nó sợ nó bắn nó đúng không? Nó bắn. Nó sao lại? Nó đâu? Nó đâu? Nó đi rồi. À, giờ nó đi rồi, giờ nó đi. Đi. Chết thì chết, có gì đâu anh. Không, này chưa tính là chết đâu. Cái này chỉ là mình triệu hồi quỷ nhập vô cuốn sách xong mình đốt cuốn sách thôi. Chắc vậy. À, cái này triệu hồi nó vô cuốn sách thôi. Ừ. Ờ, riêng mày. Rồi. Riêng đây, ai đốt đi. Nhảy nhảy. Riêng mày. Ôi, anh hỏi đỏ lè luôn kìa. Đúng không? Nhà này nè. Phải bên trái. Đây hình như có mày này đúng không? Cái gì ạ? Tiến đi đường, tiến đường đúng không? Rồi đi. Con. Bên trái. Rồi. Đi quá nó bắn bây giờ đó. Tao bị bắt rồi. Súng gai cái này. Bắt súng rồi. Ấy. Á đồ. Ừ quay bắn. Á đồ. Ủa? Sao ta ba? Sao cả đám? Cả đám đứng đó mà có mình bị gục là sao ta? Rồi, vậy có mấy kia không? Ờ. Đúp luôn, anh Hải. Đúp luôn, đi. Để coi chừng nha. Rồi, một cú rồi đó, Trời ơi. Trời bắt đầu rồi, trời bắt đầu rồi. Không phải con à? Ờ, mày cái con quái thì mình á. Rồi nó dưới gì kìa. Nó dưới. Ồn lắm. Úi, xuống. Bây đi tìm cái gì ạ? Gần lắm nha. Bên phải nha, bên phải. Ôi ơi. Sao nó không đổi mình? Sao kìa, nó đang sắc. Sao nó không đổi mình à? Mình chạy rồi. Ba. Ê, chạy đi. Nó bắn làm chậm thôi. Ông kia không biết bắt rồi. Bị bắt chưa? Chưa, chạy. Tệ không? Anh Hải chưa kỳ đi. Khóa cửa.
Nó ngoài á, nó ngoài. Nhớ trên tầng rồi. Không đâu, trên tầng là nó đi cái tiếng của nó nghe ghê lắm. Nghe bịt. À, nó ngoài đường chính. Ê, cái chuột dây đó. Nó vô. Nhà khó. Ôi, tôi xong rồi. Bà già mày. Hết nước chấm. Bà già mày, tê luôn, tao cay mày ơi nhiều ấy chó. Cái mặt thì đầy gai nhìn trông tởm ấy nhở. Đi, lấy hết mấy cuốn sách kia đi. Nó đâu? Bắt chắc kìa. Vô nhà ơi. Chết rồi, bị hụt vô. Chết mẹ rồi. Chạy ngay sượt qua nó không đuổi thôi à. À, nó không bắt mình, À, bắt đâu à? Không đâu. Chết rồi, sao không bắt? Không phải ông Khánh mà bắt tụi ta. Gì vậy ta? Kiên. Ủa chưa chết hả? Chưa chết. Chạy đi. Đi ra tìm. Ông Long nó còn bên địa ngục đúng rồi nè. Nhưng mà không thấy ông Long. Ê đồ vẫn mặt ra Hưng à. Nó ở ngay cái chỗ trên nhà băng nè, trên nóc nhà băng nè, nó đứng trên đó đó. Nó kiểu à 6 trên 10 3 cuốn ở đây rồi. Ok còn một cuốn. Cuốn cuối. anh em không thể chết không có nhau được. Mà vấn đề cũng cuốn cuối à. Còn cuốn cuối nằm đâu? Không biết. Nằm minor. Cái má này chứ. Anh chết rồi anh chưa? Chưa chết. Bởi nội anh phải la buồn cười quá. Đâu ngoài. Không có diêm. Hai người đang em đang đi kiếm cái diêm. Mình cảm giác như mình đang được ảnh. À để diêm đây rồi. Có cái ngồi gì của mày. Trời ơi. Quá kìa. Chưa, anh lại chưa bị bắt chưa á. Bắt ra để bị bắt đi để em hồi sinh. Bắt rồi. Mà sau lưng kìa ông ơi. Trời ơi. Thôi chờ đấy. Không có gì nó mất người. Phải cuốn sách ở ngoài. Anh Thải, lấy sách đi, em đốt đi. Tới nè. Đốt chết luôn. Tôi đang đốt. Tôi là đây là đâu tôi là ai? Nó ngoài kìa. Thanh hóa. Anh Thải, Thải ơi, anh Thải đi. Anh Thải. Đây là đâu tôi lại ở dưới đường có một cái medkit mà tôi không hiểu. Chẳng lẽ đây là Thanh Hóa? Sao đây gì đây? Thanh Hóa mà bạn. Bạn đang ở lót veo 7 Thanh Hóa đấy. Ta đang bị ray ship để Thanh Hóa. Sao ở đây lại đen xì thế này? Vì nó là Thanh Hóa. Được rồi Thải ơi, 8 cuốn rồi anh Thải ơi. 8 cuốn thôi, cố lên anh em. Còn 2 cuốn nữa anh Thải ơi. Nó hú ở đây nè. Đúng rồi, 3 sát người, 3 sát người anh Thải đi cứu người đi anh Thải ơi. Bỏ cuốn sách ngay sau kia nó đi. Cứu ông ơi, gần cái medkit ông ơi. Tôi ông ơi. Đứng dậy và cứu tôi đi ông ơi. Đứng dậy đi, tại sao ông lại bò thế này. Ủa có 3 người à? 3 người rồi. Lên không? Anh Thải là người cuối đó, anh Thải mà gục lại. Đứng lên không phải không? Anh đứng lên đi. Nó dưới Thải ơi, nó dưới. Mấy ông đứng hết lên đi, xong rồi bò nhau, ba thằng chụm nhau như một thằng cái.
Đừng lên mec, đừng lên và nhặt kẻ medkit để cứu con cuối. Con cuối, con cuối, con cuối. Đừng lên và nhặt kẻ medkit để cứu con tôi đi. Đấy rồi, qua lại. Hai đừng lên. Hai đừng lên và anh Thái xin để medkit. Làm được anh Thái ơi. Chưa, không có bình xăng. Xung quanh toàn tử tân thực tử. Không có bình xăng. Không có bình xăng. Anh chưa, anh chưa. Rồi xong biết. Rồi, tất cả là kết thúc rồi. Vậy là kết thúc rồi, đúng hơn. Vậy là đúng rồi, trên người không phải. Thế là hết. Vậy là chết rồi. Ôi, mày cứ đi, mình chạy như con điên vậy. Vậy 9 trên 10 rồi, nó sẽ chạy. Chuyện tình đến đây là hết. Chạy như con điên. Nó chạy vô quán nhậu rồi. Thấy rồi. Rồi. Ú, hay quá hay anh ơi. Hay quá anh ơi. Anh được cứu rốt rồi. Ui, phải gánh kim. Bro. Ơ, không được xem nó chết à? Không được xem nó chết à? Có. Ôi ôi. Đây rồi. Ông anh tôi gánh. Mày á này là chưa là hot mode đấy. Mày là mình cũng hết. Ai là ví dụ ở tòa thì trả lời nào hết cả. Không, tại anh Khứa này nó không có gì sợ đấy. Ờ, con này nó không có gì sợ. Chơi chị nhẹn đi. Chơi nhẹn đi.